Đây là cặp kép 1.200.000 của 450. Một cái thì có một đôi thì có một cái gắn chế độ siêu tép. Đây. Bên dưới anh em nhìn cái công tắc màu vàng đây. Đấy, kết nối với hệ thống button, chúng ta có thể chỉnh được tép và siêu tép. Test lại nha. 1.200.000 một đôi. Bao ship. Bao ship. Cái này là của 450.